Chỉ có tảng đá này thôi. Đúng rồi. Ở đây thì khác nè. Khác. Bụp, bụp, ở đây bụp. Âm thanh cứ nói nghe bụp bụp, không có cái độ vang xa. Còn ở đây có nè. Ôi. Không có nghe rõ không? Đi cẩn thận nha. Chợt chợt có rồi. Đã quay chụp hình không có. Anh thường có dắt Phật tử hành hương ở đây không? Cũng cũng có nhiều người đi hành hương ra cũng có người đây. Có sao mà? Không anh. Thì hôm nay gặp nhất à. Là lại đây cho ông Tài chạy. Hôm nay Mùi Hồ cùng với lại em Phong Bụi đi một cái chuyến xe ôm lên điện Ba Cửa với giá tiền là mỗi người là 120.000 đồng. Thì đoạn đường cô bác quý chị thấy khá là nguy hiểm. Phải ôm sát vô nha. Bình thường mình chạy đâu được ha. Mấy trận mưa hôm trước nhiều quá nên là đỡ ra là nước chảy nhiều ha. Thì sau một thời gian thì anh em đã đến được điện Ba Cửa. Nếu như mà mọi người đi bộ từ chân núi Cô Tô lên đỉnh thì mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Nhưng mà tụi mình phải trải qua một cái hành trình bằng xe ôm cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác của em đi ở đây so với bên kia thì sao? Sợ hơn, tại vì bên kia thì mình đưa vô cái rọ, những cái rọ heo thì mình không có sợ. Và mình đi xe tải cũng chẳng sao. Còn này đi xe ôm đúng nghĩa ôm á. Mà lần sau là anh em đề nghị anh nha, trong đội quân anh á, tuyển thêm khoảng chục cô nữ nữa. Ôm cho giữ. Em ôm mới giữ. Tuyển nữ đi cho nó mới phong phú đa dạng anh. Nước cấm hả? Anh qua nước cấm là có nữ chạy. Nhưng mà cho cũng khuyên với mấy chị nữ là nếu mà có đi lên này á là lừa mấy anh như thế này nè. Bụng bia ôm nó đã lắm. Xém chợt, coi chân chợt. Nè lúc nãy em có nhắm mắt không?
có mấy đoạn sợ không dám rồi, nhìn. Hôm nay thường hơi dày rồi mình không có nhìn được cái biển Happy. Cảnh đẹp không? Nếu như mà không mưa thì ở ngoài kia thì tụi mình sẽ thấy được biển, thấy xa lắm, thấy được ra Hà Tiên luôn. Thấy được biển Hà Tiên luôn. Này cách Hà Tiên bao nhiêu cây anh Hồ? Dạ. Khoảng chừng 70 cây anh ha. Cái số mà chắc cũng tầm không tới đâu, vài chục à. Em nhớ là cũng khoảng 60-70 cây gì đó. Dạ, đi cẩn thận nha. Chợt có rồi. Đã 70 cây thì không tới. Anh thường có dắt Phật tử hành hương ở đây không? cũng có nhiều người đi hành hương ra cũng có ở đây. Không anh. Sao? Không. Cái gì máu không? Không. Không, mình đi kỹ kỹ ha. Ờ dạ rồi em cảm ơn anh. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi tìm một cái viên đá. Ở đâu anh? Đá chuông hả? Dạ. Bây giờ mình tham quan trước đi rồi lát mình hay qua bên đây, giờ mình đi vòng vòng đây cái đi. Rồi chút mình qua đó. Anh có thể giới thiệu bên đây cho em nhé. Cái này là sao vậy anh? Gì anh Hồ? Mẫn cường, lưu sử. Mẫn cường, méo thọ lãnh nơi kỳ quan thiên, tạo sắc, linh trời đợi. Huynh hội hiệp cùng, lập tiện, lũ đề đời xử sai tại mấy lời. Mấy lời chứ, tại mấy lời. Lũ đề là tên riêng nè. Đời sau, tại mấy lời. Họ muốn lưu dấu ở trên này. Thôi chắc bỏ dép đây quá, trời, mới trật quá nguy hiểm. Đúng rồi, nó trơn lắm. Ở đây thì có hang hả anh hả? Ở đằng kia lúc nãy anh nói đằng kia có hang hả? Có hang điện qua cửa mà cái hang chắc cũng cạn rồi chứ nó không có sâu. À hả. Nó do đồng vô khoảng 10 mét và mấy mét gì đó. Rồi ở trên thì có cái hang điện kính. Hang điện kính là chỗ mấy chú ngồi nãy đợi có 5 mấy xe đậu trước á. Trên đó là hang điện kính. Anh có thể qua đây giới thiệu cho em không? Nơi đây nè. Cái thành hương ra tự lập. Rồi lâu lâu cũng có người đến giếng rồi vậy đó. Dạ. Yeah. Cảnh đẹp ghê luôn á. Trời trong là anh nhìn ra rất là xa, đẹp lắm. Nhìn mấy cái hòn nhỏ nhỏ thấy luôn. Ngay cả vị trí này á, mây nó vẫn bay là xanh thấp hơn mình luôn á, anh thấy không? Đúng rồi. Yeah. Những cái con đường thẳng kia là cái đó là đường xã nào anh? Ô Lâm phải không anh? Dạ đúng rồi, đường Ô Lâm. À. Mấy cái chùa anh. Ừ. Vì vậy đây nè, chắc đợt sau mình sẽ dành nhiều thời gian lên trên núi Cô Tô này. Đúng rồi. Để cảm nhận như thế nào anh Hồ? Đúng rồi. Để ngủ ở đây luôn. Nếu mà ở trên núi Cô Tô thì ngủ ở khu vực nào là hay nhất anh? Núi Cô Tô anh ngủ điểm Dừa Hội. Là đẹp lắm. Đẹp lắm. Dạ. Chút xíu anh có dự định là về Dừa Hội luôn không? Có anh. Dạ, thì anh chờ tôi em xuống ấy nha. Bằng tiên á. Ờ bằng chân tiên. Ừ, bằng cái bằng chân tiên thôi ha. Dạ. Vậy mình khỏi ghé cái chữ chi tôn ha. Dạ, dạ. Mình chỉ lát là về cái dầu với cái bàn chân. Dạ. Ok anh. Dạ. À, mình sẽ rồi, ở đây mình chụp tham quan gì đi rồi mình qua bên kia. Thôi bây giờ tụi em với anh qua đó đi. Dạ. Hôm nay thì anh tên gì? Dạ em tên Tài. Anh Tài. Dạ. Hai anh em sẽ được anh Tài dẫn qua cái nơi mà có một cái tảng đá phát ra một cái tiếng âm thanh kỳ lạ giống như là tiếng chuông. Dạ, nên người ta sẽ gọi là nên người ta sẽ gọi là đá chuông. Thẳng trên mấy cái cầu cây này nha. Dạ. Không sợ mấy anh đi làm quen á. Ừ. Trên đây mát ghê không? Anh Tài là chị xe ôm được mấy năm rồi? Dạ em chạy cũng được 4-5 năm rồi đó. Trước đó mình làm nghề gì? Dạ. Trước đó mình làm nghề gì? Trước đó hả? Trước đó em ở nhà không à? Ở nhà làm việc nhà. Rồi mới vô chạy được 4 năm. Cái viên đá này như hột gà không? Đá chuông đi hả? Miếng này. Đánh thử cho anh nghe nha. Đây, anh... Bây giờ anh khó là chỗ khác thử. Vị trí ở trên đây thử có nghe không? Nè. Không nghe gì ha. Ở đây thì nó chung rồi. Khác ha. Cũng mấy cục khác nè. Không có gì hết. Nhưng mà chỉ có cái vùng này thôi. Dạ. Đây nè. Chỉ có tảng đá này thôi. Đúng rồi. Ở đây thì khác nè. Khác.
Ở đây âm thanh cứ nói nghe bụp bụp, không có cái độ vang xa. Còn ở đây có nè. Ôi. Không có nghe gõ không? À, cùng trên một tảng đá thì anh thử gõ những vị trí khác thì như thế nào? Chỗ này thì không nghe nè, nghe tiếng bụp bụp. Còn ở đây nghe nè. Đó. À, tụi em thắc mắc là ai tìm ra, ai phát hiện được cái tảng đá này nó lại có tiếng âm thanh như vậy? Cái chú gùn á. À. Cái chú gùn rồi mấy anh em đi cũng như cầm cái cây gõ thử. À. Rồi mới phát hiện ra. Ừ. Ở đây kêu lớn hơn được không? Có đoàn khảo sát nào đến khảo sát về đá này chưa anh? Chưa. Chỉ có mấy anh em sinh viên rồi này kia người ta cũng đi như mấy anh lên ta tham quan thôi. Dạ. Yeah. Một điều khá bất ngờ khi mà Bùi Hồ cùng với lại em Phong Bụi đi đến núi Cô Tô này thì những cái tảng đá lớn đều lập những cái bàn thờ như thế này là do Phật tử họ lập anh ha. Để mà thì bao nhiêu thôi thì chúng ta có thể cảm nhận được độ linh thiêng ở cái dãy núi Phụng Hoàng Sơn này. Ngoài việc mà cái tảng đá chuông này thu hút Bùi Hồ và Phong Bụi đến đây thì còn những điểm khác ở trên núi Cô Tô này mà rất là nhiều năm thì rất là nhiều thu hút rất là nhiều lượng khách để chứng minh với mọi người rằng là thì cái tảng đá này đó thì mảnh nên là nữ ra là sẽ phát cái âm thanh nó sẽ vang xa hơn so với cái phần ở trên kia là dạ tảng đá nó bề ngang nó rộng hơn. Thì hôm nay thì Phong có nói thôi thì anh Hồ em gõ cái tảng đá này cho anh xem để chứng minh luôn. Thì về cái độ dày á thì ở đây tảng đá này, tảng đá chuông này khoảng một gang tay đó, còn cái độ dày của tảng thì khoảng chừng một lóng tay thôi Phong ha. Đây. Thì thôi bây giờ thì em sẽ gõ với tảng đá đó đi nha. Mạnh nha. Âm thanh của nó thì nó phát ra tiếng bụp bụp bụp. Còn riêng bên này mọi người nè. Mình qua đây gõ thấy rõ hơn luôn. Cũng có thấy rõ hơn. Anh để cái máy sát bên này nghe tiếng chuông giống như tiếng chuông chùa vậy á. Ừ. Trước giờ thì nhiều người đến đây để được trải nghiệm viên đá này không anh? Nhiều người lắm anh. Nhiều lắm. Phần lớn là Phật tử ở khắp nơi hay là dân địa phương? Dạ, Phật tử khắp nơi. Người dân địa phương mình thì có mấy anh xe hôm thôi. À. Cũng thích lên đây trải nghiệm lắm. Phát hiện được bao nhiêu lâu rồi anh? Anh biết không? Tầm chừng năm nay anh. Một năm nay trở lại hả? Dạ, năm nay trở lại. Ờ. Ờ, lạ ở chỗ này nè Phong, em thử gõ một cái tay nhẹ vô thôi. Không kêu ha? Kêu. Kêu hả? Kêu giống như chuông. Ừ, đúng rồi. Đúng không? Còn em gõ cái tay dưới này đi. Bụp 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 bụp. Ô, ngộ. Quá kỳ lạ, để gõ một lần nữa. Giống như là một cái tiếng chuông chùa vang xa. Và cái độ vang nó rất là thanh. Thật ra thì khi mà thu vô máy thì không biết âm như thế nào. Nhưng mà ở đây thì Bùi Hồ với lại em Phong Bụi cảm nhận được cái âm cực kỳ thanh. Thanh và có tiếng chuông chùa. Tiếng chuông chùa. Không, em nghe có một số người ta vô máy rồi về cũng y gan. Y gan ha. Yeah. Cái tiếng chuông nghe nó kêu thanh đã lắm. Anh thanh tịnh lắm. Anh đánh mạnh nó nghe nó... Anh đánh thật đấy. Yeah. Anh này có lực hơn. Anh Tài đánh có lực hơn thì sẽ kêu lớn hơn. Mình với Phong thì yếu quá. Cô bác quý anh chị hãy một lần về núi Cô Tô Phụng Hoàng Sơn này đi một chuyến xe ôm lên đến tận đây khoảng 30 phút để trải nghiệm về cái tảng đá chuông này để mọi người biết. Ở đây anh để ý được rằng á thì đây có một cái tảng đá chuông và nơi Phong đang đứng thì giống như là một cái nơi cái tảng này bảng đá này về mặt cấu trúc á, ở trên rất là bằng phẳng và nó giống như là một cái chánh điện của chùa nên
có thể là người dân ở đây qua nhiều đời người ta đặt một cái tên rất là thân thương, đó là điện chuông. Ở trong chùa thì có một cái điện gọi là chính chùa, chánh điện, người ta gọi là chánh điện. Và cái nơi mà cái tảng đá lớn này thì gọi giống như là chánh điện, nên nằm gần cái chuông, ta gọi là điện chuông. Và đây là một trong những cái điều tâm linh mà Bùi Hồ với lại Phong muốn chia sẻ với lại cô bác quý anh chị biết về cái tảng đá chuông. Mà hơn một năm qua, khi phát hiện được cái tảng đá này thì rất là nhiều Phật tử đến đây hành hương để cầu mong cho gia đình mình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì chắc có lẽ là xem clip này thì mọi người sẽ nghĩ rằng đây chỉ là về cấu trúc vật chất của đá. Nhưng đối với bản thân mình cũng như là những người dân An Giang tín ngưỡng về cái tảng đá chuông này thì luôn có một điều tín ngưỡng hết sức là linh thiêng. Việc ngoài tảng đá chuông này thì ở trên núi Cô Tô Phụng Hoàng Sơn này còn có những nơi linh thiêng khác như là ông Mây nè, thờ ông Mây nè, ông Hổ nè, rồi ngay cả điện anh em mình vừa thắp hương là điện gì ta? Điện ba ngũ ông ngũ hổ. Không phải. Điện năm chư vị năm ông. Chư vị năm ông. Và việc linh thiêng đó thể hiện ngay cả ở trên những cái tảng đá này. Và hình ảnh trước mắt cô bác quý anh chị thấy đây là một cái bàn hương án, một cái bàn hương để cho Phật tử đến đây, đến cái điện đá chuông này được thắp một cái nén hương cầu mong một điều gì đó bình an trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video clip đến thời điểm này nha. Và xin gặp lại ở những cái video clip tiếp theo.